Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế Tâm Lộc Phát 24 giờ của truyền hình Tâm Lộc Phát TV. Chương trình hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 Agro Việt 2022. Tâm Lộc Phát Group chuẩn bị khai trương công ty thời trang Talofa. Những mẫu ô tô bán chạy nhất tháng 8 năm 2022. Hà Tĩnh sở hữu vườn ớt đắt nhất thế giới. Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo Việt Nam tăng giá từng ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 9, Hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 Agro Việt năm 2022 đã được khai mạc tại thủ đô Hà Nội do Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp phối hợp cùng với Cục chế biến phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn tiến hành triển khai. Hội trợ sẽ được diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 với quy mô gần 200 gian hàng sản phẩm nông nghiệp đến từ trong nước và quốc tế. Với chủ đề kết nối chuỗi giá trị hướng tới nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững, trong hội trợ lần này có gần 200 gian hàng của 36 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt có 29 doanh nghiệp quốc tế đến từ các nước Úc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, New Zealand. Hội trợ triển lãm trưng bày, giới thiệu nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản, hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm đồ uống đa dạng. Phong phú với nhiều sản phẩm đặc sản đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đạt tiêu chuẩn ô cóp từ 3 sao trở lên, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Khu gian hàng dành cho doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản đặc sản đa dạng, phong phú với nhiều sản phẩm lần đầu tiên được giới thiệu, cùng các máy móc, thiết bị, công nghệ, dịch vụ phụ trợ, phục vụ sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp. Ban tổ chức cho biết đây là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên nhằm giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, nhất là các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và phát triển sản xuất nông nghiệp 4.0, tạo cơ hội giao lưu, kết nối thúc đẩy xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm nông sản Việt. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chiến lược lên tập đoàn vào năm 2022, dự kiến cuối tháng 9 này, Tâm Lộc Phát Group sẽ khai trương công ty con thứ ba, đó là công ty cổ phần thời trang Calofa Việt Nam và khai trương cửa hàng thời trang đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Dựa trên khảo sát nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng thì quần áo thời trang phụ kiện là mặt hàng có sức tiêu thụ ổn định và xu hướng gia tăng theo thời gian vì ai cũng muốn mình thật đẹp và tự tin. Ngay cả sau khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra thì nhu cầu mua sắm quần áo của mọi lứa tuổi cũng đều gia tăng. Nhận thức điều đó và dựa trên nguồn lực sẵn có, Tâm Lộc Phát Group đã đầu tư kinh doanh lĩnh vực thời trang, thành lập công ty cổ phần thời trang Talofa Việt Nam. Đây cũng là công ty con thứ ba kinh doanh độc lập dưới sự điều hành của tổng công ty. Theo thông tin từ Tâm Lộc Phát Group, sau khi khai trương cơ sở cửa hàng đầu tiên tại thủ đô Hà Nội, thời trang Talofa sẽ phát triển hệ thống tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Đến với Talofa, khách hàng sẽ được thỏa thích mua sắm nhiều mặt hàng đẹp và những phụ kiện khác nhau cho cả gia đình, vừa lưu giữ những giây phút kỷ niệm thật đẹp khi mua sắm và làm cho mọi người đẹp hơn theo phong cách của riêng mình. Dự kiến lễ khai trương công ty cổ phần Talofa sẽ được diễn ra vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Theo đánh giá của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam mới đây cho biết, danh sách ô tô Việt Nam bán chạy nhất thị trường tháng 8 này đã có sự thay đổi. Ở không những thế thì doanh số bán xe toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 8 năm 2022 cũng đã tăng mạnh. Theo đó, doanh số bán xe toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 8 năm 2022 đạt 30.846 xe các loại, tăng 2% so với tháng 7 năm 2022, nhưng tăng đến 247% so với cùng kỳ năm 2021. Trong danh sách tháng 8 này, Mitsubishi Xpander đạt doanh số lên gần tới 3.000 xe, xác lập kỷ lục xe bán chạy nhất tháng 8 năm 2022. Xếp hạng thứ hai là Toyota Corolla Cross và Toyota Veloz. Dự kiến, tháng 9 này thị trường ô tô tại Việt Nam sẽ tiếp tục có sự biến đổi liên tục, nhưng vẫn đảm bảo doanh số và lợi nhuận bán xe tăng so với đợt cùng kỳ các năm. Việc này một phần nhờ nền kinh tế đang dần được khôi phục, nhu cầu sử dụng của người dân cũng tăng cao. Thưa quý vị, giống ớt Peru từ lâu đã được coi là một trong số những giống ớt đắt đỏ hàng đầu thế giới. Và ở Việt Nam thì có một trong số những vườn ớt đắt đỏ nhất thế giới nằm tại tỉnh Hà Tĩnh đã mang lại giá trị lợi nhuận rất cao. Cụ thể, anh Lê Sĩ Tân tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã bén duyên với trái ớt Peru. Từ năm 2018, nhận thấy đây là loại cây mang lại giá trị lớn, anh đã bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu cách trồng và đưa giống ớt đặc biệt này về Việt Nam. Hiện tại giống ớt này sau khi thu hoạch sẽ được bán ra thị trường với giá là 1 triệu đồng 1 kg tại các thành phố lớn, còn với người dân nội tỉnh, giá bán được đưa ra ở mức là 700.000 đồng 1 kg. Giống ớt này đem về nguồn lợi nhuận lớn cho anh, có khoảng thời gian lợi nhuận lên đến 300 triệu đồng sau một mùa thu hoạch. Không dừng lại ở việc kinh doanh riêng giống ớt này mà anh còn nhân giống và bán cây giống nhỏ cho người dân ở trong vùng, đồng thời cũng hướng dẫn người dân cách trồng sao cho hiệu quả tốt nhất. Tương lai có thể giống ớt này sẽ trở thành niềm vui cho người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế của các hộ dân ở huyện Can Lộc nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Thưa quý vị và các bạn, động thái cấm xuất khẩu một số loại lúa gạo của Ấn Độ dự báo là đẩy giá gạo toàn cầu lên cao. Hiện nay thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng đã tăng lên từng ngày, khoảng 20 đô la Mỹ một tấn so với tuần trước đó. Một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cho biết họ vô cùng bất ngờ khi Ấn Độ cấm xuất khẩu một số loại gạo và tăng thế xuất khẩu lên 20%, bởi quốc gia này xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới với thị phần áp đảo các đối thủ cạnh tranh khác. Chính vì động thái này sẽ giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể mở rộng thị trường và nâng sản lượng xuất khẩu gạo. Nhiều doanh nghiệp gạo Việt Nam đang ngưng chào bán do dự báo giá sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cho biết, tính đến hết tháng 8 năm nay, xuất khẩu gạo của nước ta đạt kim ngạch trên 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn gạo 5% tấm của Việt Nam giữ mức 390 đến 393 đô la Mỹ một tấn, tăng 7 đô la Mỹ một tấn. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, giá gạo 5% tấm RIVNBKN5P1 của Việt Nam đã được chào bán với mức là 410 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 20 đô la Mỹ so với tuần trước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế tâm lộc phát 24 giờ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.